Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ cùng chế một cái xe go-kart với cái động cơ này. Con này là GX200, cái thông số của nó là 250cc cơ, nhưng mà mình nghĩ là chỉ tầm độ 178cc là cùng. Đầu tiên mình định chế mới mấy con máy 49cc 2 thì kìa. Nhưng mà thôi, chơi mấy con động cơ này nhá. Còn hai con anh em nhìn thấy không? Đó con này này và con này là máy 150cc, nó có số lùi luôn. Hôm nào mình sẽ chế bản khác. Hôm nay chế con này đã nhá. Đây. GX200 này. Đây, cái này là bộ nhông kèm côn luôn. Rồi, như vậy là đủ đồ. Bộ nhông xích, bộ phanh đĩa luôn này và cụm phanh luôn. Mình dùng thêm một vô lăng, cái thước lái này, bộ càng chữ A, bánh xe giảm sóc này và một cái ghế. Thêm vòng bi cho bánh xe nhá, trục chiếc các kiểu nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm sắt để hàn khung anh em ạ. Đây, mình sẽ dùng vòng bi 6902. Thank you.
Thank you.
Rồi, như vậy xong nha mọi người. Gần 4 ngày rồi đấy. Ôi mệt quá rồi, người dã rời không thở nổi nữa. Mình sẽ lên đường test thử đây. Phê quá, nhìn không thể nào kìm cảm xúc được. À, hôm nào mình sẽ làm cái số lùi sau nhá. Đây, mấy cái hộp số này cho anh em xem. Hoặc là hôm nào sẽ độ lại cái con máy có số lùi luôn bên này. Đây, hôm nào mình sẽ cho con số lùi này vào nhá. Đây, hoặc là những cái củ máy này, nó tích hợp số lùi luôn. Máy 150cc. Cái này có lẽ hôm nào sẽ làm cái bản khác, hoặc là độ vào cũng được anh em ạ. Bây giờ chạy thử con này đã. Thank you.